Chương trình du lịch hôm nay của chúng ta là khám phá Hà Tiên. Các bạn cùng đi với mình nha. Hiện tại mình đang có mặt ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trước tiên mình sẽ đi lấy phòng nha các bạn. Bây giờ mình đi nhận phòng. Căn phòng thật đẹp và sạch sẽ. Trong phòng mình có thể ra ban công ngắm cảnh nha các bạn. Mình lấy phòng xong rồi, bây giờ mình sẽ ra chợ Hà Tiên nha. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ Hà Tiên. Đi sáng đến giờ đói quá, ghé quán cơm ăn cho no rồi đi tiếp nha các bạn. Mình ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi một vòng chợ Hà Tiên xem thế nào nha. Đây là xung quanh chợ Hà Tiên. Đây là sạp bán các loại khô. Đây là chợ ăn uống, bán trái cây và hoa quả. Đây là cảnh biển sau lưng chợ Hà Tiên. Trước mặt các bạn là cầu Tô Châu của Hà Tiên. Còn đây là chợ cá, chuyên bán các loại hải sản, cá biển, tôm cua. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi vào chợ hải sản xem nha. Vì bây giờ còn dịch nên chợ hải sản này hơi vắng vẻ với ít người bán. Mình đã đi xung quanh chợ hải sản xem hết rồi. Bây giờ thì mình rời khỏi chợ Hà Tiên, tiếp tục cuộc hành trình đi ra bãi biển nha các bạn. Mình sẽ đi ra bãi sau Mũi Nai nha. Mình đã tới bãi sau rồi nha các bạn. Để vào được bãi sau, chúng ta sẽ phải mua vé với giá vé 10.000 đồng một người. Đã đến trạm soát vé. Bây giờ chúng ta đã đến bãi biển Mũi Nai rồi nha các bạn. Có vẻ hôm nay hơi vắng vẻ. Chúng ta sẽ đi tắm biển nha các bạn. Tắm xong tối nay mình sẽ đi chợ Hà Tiên và tìm hải sản ăn nha.
chúng ta đang có mặt ở chợ đêm Hà Tiên. Đây là toàn cảnh chợ đêm Hà Tiên. Chúng ta sẽ đi xung quanh. Ở đây chủ yếu bán quần áo, đồ lưu niệm, quán nước và quán nhậu. Bây giờ mình sẽ tìm vài món ăn để nha các bạn. Mình đã chọn được vài món ăn rồi. Mực nướng sa tế, ốc hương, mì xào hải sản, tôm luộc, cơm xào hải sản. Bây giờ mình cùng ăn nha. Như vậy là cuộc khám phá Hà Tiên đã xong. Hẹn gặp các bạn trong làng du lịch sắp tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình để nhận được nhiều video về du lịch sắp tới nha. Xin cảm ơn các bạn nhiều ạ.